Nếu là người hay theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống thì chắc hẳn quý vị sẽ nhớ đến hình ảnh những họng nước thải khổng lồ chạy thẳng trực tiếp ra biển Sầm Sơn hay hình ảnh nước thải chưa thông qua xử lý chảy tràn ra sông Đơ một năm trước. Hiện tại những bất cập trước mắt thì đã tạm thời được khắc phục, nhưng với số lượng khách du lịch ngày càng tăng đột biến thì vấn đề xử lý nước thải của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn là bài toán chưa có lời giải. Khu xử lý nước thải thành phố Sầm Sơn một năm trước. Và đây là hình ảnh hiện tại. Nước thải đã không còn chảy tràn ra sông Đơ. Tuy nhiên, mực nước vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Cái hồ sinh học của bãi rác của Sầm Sơn là khu xử lý nước thải thì cũng là do cái lượng nước quá tải và nó cũng bị xuống cấp rất nhiều, cho nên là hàng năm thì thành phố cũng đã phải đầu tư, ví dụ như là tôn cao bờ này và cho xử lý bằng cách là nạo vét. Theo quy trình, nước thải từ các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, các hộ gia đình sẽ được thu gom theo các đường ống về trạm bơm trung chuyển. Sau đó được dẫn qua các hồ sinh học, xử lý theo tiêu chuẩn quy định mới thải ra sông Đơ. Quy trình là thế, nhưng việc xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng trước đó đã dẫn đến tồn đọng các cửa cống nước thải khổng lồ đổ ra biển. Hiện tại, các cửa cống này đã được xây dựng cống hộp và toàn bộ nước thải sẽ được bơm ngược qua trạm bơm về khu xử lý. Như thế, đồng nghĩa với việc khu xử lý sẽ trong tình trạng quá tải và sông Đơ vẫn luôn thấp thỏm vì nước thải chảy tràn. Khu xử lý nước thải thì hiện nay thành phố đã và đang thực hiện cái việc đầu tư dự án nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải phía tây của đường Hồ Xuân Hương. Thì dự án đang thực hiện. Tuy nhiên là đề nghị với bên chủ đầu tư sẽ tiến hành về việc thực hiện trước cái vấn đề là cho xử lý cái hồ sinh học trước để đảm bảo cho cái việc là nước thải ra được xử lý đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường. Tốc độ phát triển đô thị thì cao nhưng sự đồng bộ trong phát triển đô thị thì chưa cao lắm, trong đó có vấn đề về đáp ứng về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên các cái điểm đen, ví dụ như cái cửa cống tràn nước thải ra môi trường, đặc biệt là ra biển, thì năm nay chúng tôi đã phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan và thực hiện đã làm trọn vẹn cái vấn đề này và cam kết với các đồng chí là sẽ không có bất kỳ một cái lượng nước thải nào tràn ra môi trường. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đang trong giai đoạn đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu khi số lượng khách du lịch ngày một đông. Tuy nhiên, nếu không sớm hoàn thành thì cái chết của con sông Đơ không còn là lời cảnh báo.